Ghi chú 3. Gia đình ông anh thứ ba của Hòa Thượng kể lại như sau. Mùa xuân tháng 4 âm lịch năm 1986, sau 40 năm rời khỏi quê nhà, Hòa Thượng trở về cố hương ở Đông Bắc. Dân trong làng nghe nói Bạch Hiếu Tử trở về. Có khoảng 300-400 người vây quanh ngôi nhà. Mọi người chen chúc nhau đến nghẹt thở. Cho nên Hòa Thượng bảo chúng tôi mở cửa sổ ra cho thoáng khí. Khi đó bà con bên ngoài thấy vậy mới đeo cửa sổ để ngóng vào trong, khiến cho không khí trong nhà càng ngột ngạt thêm. Hòa Thượng bắt đầu kể lại những chuyện lúc trước cho chúng tôi nghe. Lúc đó Hòa Thượng đem theo hai túi sách, có một túi đựng xoài. Ngài nói ở Đông Bắc không có xoài nên ai nấy đều tranh nhau để lấy. Vì trong nhà nóng bức, Hòa Thượng liền cởi bớt áo, nên chúng tôi thấy trên ngực ngài có dấu đốt hình chữ vạn. Hòa Thượng nói, các vị không có tiền nên không có áo mặc phải không? Tôi cho các vị cái áo này nè. Nói xong, ngài đưa áo của ngài cho chúng tôi. Chúng tôi nói, sư phụ, chúng con không muốn lấy áo của sư phụ đâu. Sư phụ mặc vào đi. Rồi trao lại áo cho ngài, và ngài mặc vào từng cái một. Hòa Thượng nói, vậy tôi cho kinh Địa Tạng, các vị có muốn không? Chúng tôi nói, dạ muốn. Lúc Hòa Thượng mặc áo vào, chúng tôi không thấy có gì khác lạ. Có ngờ đâu, Hòa Thượng lấy từ trong tay áo ngài ra kinh Địa Tạng loại nhỏ, rồi phân phát cho mọi người, và có đến khoảng 300 cuốn. Chúng tôi cũng không biết ngài làm sao mà móc ra được nhiều kinh Địa Tạng đến thế. Hòa Thượng ở lại nhà khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Sau đó ngài đến chùa Cực Lạc ở Hà Bin. Thì ra túi sách kia đựng tiền ngoại tệ hơn 300 ngàn. Lúc đó tiền ngoại tệ rất có giá. Hòa Thượng cúng dường số tiền này cho chư tăng, mỗi vị được 2.000 đồng mà không có cho chúng tôi. Ngày hôm sau, trước hết là sư phụ đi thăm khu vực của chùa Tam Duyên lúc xưa. Sư phụ hy vọng sẽ phục hồi lại chùa Tam Duyên này. Sau đó, ngài đi thăm mộ mẹ ngài. Nơi ấy nay đã biến thành đất ruộng. Bữa đó, ngày đúng ngày tiết thanh minh, sư phụ nói với chúng tôi, các người chớ đừng nói chuyện thị phi, mà phải niệm Phật cho nhiều thêm. Ai muốn đi Mỹ thì phải học thuộc lòng kinh Địa Tạng, một khi đến lúc là được đi liền. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net. Ha ha ha,